Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Toàn Trần sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục khi cốc nằm ngang. Thông thường á, thì chúng ta sẽ sử dụng cốc như thế này đúng không ạ? Gấp lại và cho vào rất là nhẹ nhàng. Và cái đuôi nó nằm ở dưới này. Nhưng mà có đối với một số trường hợp khách thì ống âm đạo của họ rất là dài, hoặc là họ sợ bị rò rỉ, thì họ không sử dụng không đúng cách là họ tới đây rồi, tới cốc này, nhưng mà họ gì đẩy nằm ngang như thế này, đẩy nằm ngang như thế này á. Nguyên nhân thứ nhất là khách hàng có một cái tâm lý, và điều thứ hai nữa đó là khách hàng không biết thực hiện động tác Kegel, là động tác ngắt tiểu như thế này. Chính vì vậy lúc này mà chúng ta hướng dẫn cho khách hàng mà vẫn cứ rạn ra thì không bao giờ rạn ra được hết. Và lần này thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ hướng dẫn khách hàng ngồi xổm, vẫn ngồi xổm nhé. Vì là khách hàng không biết thực hiện động tác Kegel nên là lúc này cái ống âm đạo của họ bóp chặt lại như thế này này. Đấy, bóp chặt lại như thế này nên chúng ta đâu có thấy cái đuôi ở dưới này thôi đúng không ạ? Không thấy cái đuôi dưới này thì bắt buộc chúng ta lấy cái ngón tay trỏ này, chúng ta phải hướng dẫn khách thò vào vân nhẹ đấy, vân nhẹ nhá, vì là lúc này chưa thấy cái đuôi ở cái chỗ góc này đâu. Đấy, chúng ta phải vân nhẹ, thậm chí á là mình cũng phải đến nhà khách hàng để xử lý khâu này. Đấy, nó lúc này là thì nó rất là khó đối với những cái khách hàng mà tâm lý á hoảng loạn thì lại càng khó, mà không biết thả lỏng cô bé ra thì lại càng khó, bởi vì lúc này cái cô bé của họ không biết thực hiện động tác Kegel hóp mở như thế này á. Các bạn có hình dung không ạ? Thì cái ống âm đạo nó lại càng giữ chặt như thế này. Đấy, giữ chặt như thế này thì đúng là khách hàng sẽ rất là bị tâm lý. Chính vì vậy chúng ta hãy bình tĩnh và hướng dẫn cho khách hàng. Đấy, chúng ta phải vân này, vân cái đuôi này ra, vân cái đít. Đấy, vân từ từ. Cái này là phải vân từ từ nhá. Và có một số khách hàng thì sẽ bị chịu đau hơn một ít bình thường. Đấy, phải đau hơn một ít bình thường đấy, đau hơn bình thường. Đấy. Lúc này đã giữ được rồi. Đấy. Đấy, đấy các bạn có thấy khó không ạ? Cái động tác này thì cũng phải hơi khó, phải vân từ từ đấy. Là lúc này là đã lòi cái đuôi này ra rồi thì bắt đầu chúng ta mới rặn được thì cái ống âm đạo nó mới ra như thế này. Đấy, chúng ta phải kéo chích chắc đây, chích chắc là khi đó chúng ta mới lấy lấy cốc của san ra được đúng không ạ? Chúc các bạn sẽ hướng dẫn khách và thành công hơn nữa.